trước con thương chàng đã lâu rồi, thương thật nhiều nhưng con chưa dám nói. Con thương chàng đã lâu rồi mà chưa dám hé môi, ngại ngùng không cùng con giao thôi. Lạy trước con thương chàng rất ngoan đạo, thương chàng thường hay luôn đi xem lễ. Con thương chàng rất đơn sơ, màu áo trắng thư sinh với nét môi cười nắng nghiêng nghiêng. Con yêu chàng tình yêu rất chân thành. Mình xin chào anh em nhé, mình xin giới thiệu đến anh em, đây là một con âm ly Luckman 45A. Cái phiên bản này của mình là phiên bản chữ ký anh em nhá. Phiên bản chữ ký này anh em này, 45A. Nó còn một phiên bản chữ in nữa. Phiên bản chữ ký này là hay hơn anh em nhá. Cấu tạo linh kiện nó được cao cấp hơn, cải tiến hơn. Con này là nó sử dụng là 4 con sò SK, sò than SK nhá anh em nhá. Và 4 con sò kích xanh đen. Công suất của nó là 150W. Anh em có thể ghép với bát 30 của JB. Ngoài ra còn rất nhiều những cái dòng loa khác, ví dụ như là PLO, rồi những cái cặp loa Buxel đánh rất hay anh em ạ. Nó hay trong phân khúc tầm tiền. Nó đánh được 2 cặp loa. Đây mình đang chơi ở cặp loa man này. Và nó có chỉnh bát. Đây là chỉnh chép. Cái tôn âm sắc này thì nó mình đang để giữa này là giải bát là mình để mặc định. Giải chép mình cắt về 2 kHz và nó lên được 4 kHz. Anh em để giữa này là mặc định, cắt về đây là 4 kHz. Và dưới này là subsonic. Đây là 2 filter. Ngoài ra nó còn một cái anh em nhìn cái nút này là nút lau bát này. Mình đang để mặc định để giữa nó ọp. Cắt vào đây theo cái gu của em này. Theo gu của anh em ấy. 150Hz và 70Hz. Và đây là kim than. Kim than nó có chơi được kim MM và kim MC. Và đây là chọn cổng vào. Nó có cổng AUX, cổng tu lơ, tab 1, tab 2 và cổng phone. Và dưới này là rách. Anh em chơi thâu xóa và chơi súp thì mượn cái cổng này mà chơi. Đây là ba lăng và đây là volume. Con này mình tuyển chọn về cực kỳ là đẹp luôn. Tất cả hồi gỗ của nó là hộp gỗ của nó là zin nguyên bản. Chân AV của nó sáng ngời luôn. Mình đang test từ cái máy tính nha anh em ạ. Anh em nào yêu con Luckman 45A phiên bản chữ ký này thì alo cho mình, giá mình đang bán là 6,5 triệu. Tuyển chọn về từ Nhật anh em nhá, đẹp xuất sắc luôn. Bao zin, bao xịn, bao đẹp cho anh em. Nếu không đúng như mô tả, Hà Audio Hải Phòng hứa tặng anh em. Nói được làm được. Anh em đến với kênh của mình thì cho mình xin một nút đăng ký kênh để cập nhật những cái sản phẩm mình đang bán. Anh em nào yêu con Luckman thì alo cho mình nhá. Xin chào tạm biệt anh em.